Mùa mưa lũ đã đến tại các tỉnh miền núi, nỗi lo sạt lở đất luôn thường trực. Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, dọc hai bên bờ sông, suối, tình trạng sói lở còn gây mất đất sản xuất nông nghiệp và uy hiếp trực tiếp đến tính mạng tài sản của người dân. Phản ánh của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại tỉnh Bắc Cạn. Một đoạn sông Năng chảy qua huyện Ba Bể, lòng sông đã rộng gấp 3 đến 4 lần so với vài năm trước. Điều này đồng nghĩa với việc diện tích đất sản xuất ngày càng bị thu hẹp, có nhiều thửa ruộng ven bờ đã biến mất. Tại nhiều vị trí, đất sản xuất bị sạt lở tạo thành ta luy thẳng đứng cao từ 2 đến 3 mét so với mặt sông. Trong khi đó, hầu hết người dân sống hai bên bờ sông dựa vào nông nghiệp nên mỗi mùa mưa lũ, kế sinh nhai của họ lại bị đe dọa. Mảnh đất soi ngô của nhà tôi thì diện tích là trên hơn 2.000 mét, nhưng mà hiện nay thì chỉ còn dưới 1.000 mét vuông thôi. Thì là vì do là tình trạng là bị sói lở do mưa lũ nhiều quá. Nếu mà bờ sạt lở do khai thác cát thì cũng không đúng một phần nào đấy, bởi vì là khi mà công nhân người ta khai thác thì cũng không theo đúng cái quy định của giấy phép được cấp, có nghĩa là cái khoảng cách bơm hút cách bờ với lại độ sâu thì cái đấy chúng ta cũng không thể thăm nắm được. Còn đây là sông Cầu đoạn chảy qua thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới. Nhiều năm nay tình trạng sói lở bờ sông liên tục xảy ra, đe dọa đến tính mạng và tài sản của hơn 20 hộ dân. Mỗi một năm một trận mưa và mùa lũ thì nó lại sạt lở vào một vài mét thì đấy. Cho nên bây giờ một số gia đình là hiện nay đến công trình phụ của gia đình, có nhà vào giáp đầu nhà bếp rồi, có nhà chuồng lợn còn đi một nửa trong sông. Như nhà tôi thì đấy, hai bình bio ga các chị đã biết đấy, coi lăn hết trong sông rồi. Là nó rất khó khăn với cái việc sinh nhai kiếm sống của bà con dân tổ hai. Gần như trận lũ nào cũng như là mùa mưa lũ nào cũng đều xảy ra hiện tượng sạt lở đất nông nghiệp. Tổng hợp số liệu qua các năm là có từ vài hecta đến vài chục hecta hàng năm là bị sạt lở do cái hiện tượng mưa lũ trên các hệ thống sông suối trên địa bàn toàn tỉnh. Mặc dù có diện tích tự nhiên khá lớn, nhưng chủ yếu là đồi núi, đất chuyên dùng để sản xuất nông nghiệp của tỉnh Bắc Cạn chỉ có hơn 44.000 ha. Do đó, tình trạng sạt lở bờ sông như hiện nay đang khiến diện tích đất nông nghiệp dần thu hẹp, tư liệu sản xuất của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.